Vùng đất Thọ Xuân, Thanh Hóa là nơi sinh ra hai vị anh hùng dân tộc. Hoàng đế Lê Đại Hành, húy là Lê Hoàn, đánh thắng quân xâm lược Tống vào cuối thế kỷ 10. Và Hoàng đế Lê Thái Tổ, húy là Lê Lợi, đánh thắng quân Minh vào đầu thế kỷ thứ 15. Không chỉ vang danh là đất quý hương của hai đời vua, Thọ Xuân còn nổi tiếng với nhiều đặc sản tiến vua được người dân trong và ngoài tỉnh biết đến. Cùng với bưởi Luận Văn, bánh gai Tứ Trụ, bánh lá răng bừa Xuân Lập là một trong những sản phẩm đặc trưng của vùng đất địa linh nhân kiệt này. Đền thờ Lê Hoàn được xem là một trong những kiến trúc cổ nhất của xứ Thanh. Ngôi đền là một minh chứng cho lòng kính ngưỡng của người dân đối với vị vua sáng lập ra triều Tiền Lê. Theo những câu chuyện làng trung lập truyền lại, bánh răng bừa có nguồn gốc từ nghi lễ cày tịch điền của Lê Đại Hành Hoàng đế. Thuở ấy dẹp xong giặc Tống, đất nước Thái Bình. Cứ vào đầu xuân năm mới, nhà vua lại đích thân xuống đồng cày ruộng để mở đầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất. Để tỏ lòng biết ơn, người dân nơi đây đã dành những hạt gạo ngon nhất để làm nên một loại bánh với hương vị riêng dâng lên nhà vua. Lễ ấy được giữ cho mãi về sau. Trong các lễ dỗ vua hàng năm, nhân dân Xuân Lập đều làm bánh ngon dâng cúng. Hình dáng chiếc bánh gợi liên tưởng đến chiếc răng bừa, nên có lẽ tên bánh cũng bắt nguồn từ đây. Câu chuyện của các cụ ngày xưa để lại thì là bánh lá răng bừa này nó có hàng nghìn năm. Từ khi coi như là Lê Hoàn, là đặc biệt là gọi là vua Lê Đại Hành, đã kể từ các cụ kể từ cái nguồn gốc từ ngay khi là nhà vua khi về dựng đền ở đây, thì thường hàng năm thì vào ngày giỗ Tết và đặc biệt là những ngày lễ hội thì người dân làng trung lập này coi là cái bánh là hình thức tâm linh, đến thắp hương để tưởng nhớ anh linh người anh hùng dân tộc của chúng ta. Cô ơi, cái nguyên liệu để làm ra một chiếc bánh răng bừa thì cần những nguyên liệu nào ạ? Là bánh làm bằng cái gạo chuyên dụng là gạo 13/2. Cái gạo đó, trong khi cái bánh làm bằng gạo khác thì ăn không có cái vị đậm giống như gạo bánh 13/2. Cho nên có cái vị đặc trưng của nó là ăn cái bánh răng bừa đây là sẽ khác với các vùng. Và ăn bánh nó đậm, nó khô hậu. Làm chiên bằng lá chuối, còn các vùng họ có thể làm bằng lá rong. Riêng quê cô là làm bằng lá chuối, và chủ yếu là lá chuối hạt. Cô ơi, vậy thì để mà đạt được cái bánh răng bừa đạt chất lượng ô cốp thì ta cần tuân thủ những cái nguyên tắc nào, nhất là cái khâu an toàn vệ sinh thực phẩm ạ? Để đạt được một cái sản phẩm ô cốp thì qua cũng nhiều quá trình đó. Thứ nhất là chất lượng gạo, thứ hai là chất lượng nhân, ba nữa là hành, nên cái câu vệ sinh sạch sẽ khi mình sản xuất. Những gia đình ở Xuân Lập, Thọ Xuân, nhà nào cũng biết làm bánh lá răng bừa. Người Thọ Xuân không dùng lá rong gói bánh như một số vùng khác, mà dùng lá chuối hột để gói. Lá chuối được hơ qua lửa trở nên dẻo dai hơn. Mỗi mảnh lá được xé rộng bằng bàn tay, gói vừa một chiếc bánh. Khi bánh được luộc chín, hương vị của lá chuối cũng làm cho bánh trở nên thơm ngon hơn. Gạo để làm bánh lá răng bừa phải là gạo của một giống lúa thuần có thời gian sinh trưởng dài, hạt trắng, dẻo, thơm ngon. Lá để gói bánh răng bừa thường là lá chuối hột tươi, rửa sạch và hơ qua lửa nhằm tăng độ dẻo cho lá và tránh khỏi rách khi gói. Nhân bánh lá răng bừa gồm hành khô, thịt ba chỉ băm nhỏ, mộc nhĩ trộn với hạt tiêu, muối. Để có nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ sản xuất, xã Xuân Lập đã quy hoạch vùng nguyên liệu và giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp đứng ra làm đầu mối quản lý. Ai đến quê mình là Thọ Xuân, bao tháng năm vẫn trẻ mãi không già. Ai bước những điều qua dòng sông Chu, cho đôi bờ còn gắn cái tình nửa đôi. Về Thọ
Hiện nay toàn xã Xuân Lập có khoảng 240 hộ sản xuất kinh doanh bánh rang bừa. Sản phẩm được bán quanh năm, đặc biệt bán chạy vào dịp lễ hội Tết cổ truyền. Mỗi năm xã Xuân Lập cung ứng ra thị trường khoảng 12 triệu chiếc bánh rang bừa, giá trị thu nhập trên 20 tỷ đồng. Những năm gần đây, bánh rang bừa Xuân Lập đã được tiêu thụ ở nhiều địa phương trong tỉnh và vươn ra ngoài tỉnh, được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Chị ơi, chị đã làm bánh rang bừa này được lâu chưa ạ? Để mà chị làm bánh rang bừa này á, thì lúc nhỏ thì chị đã làm rồi, nhưng mà thì mấy năm nay là chị mới làm để vào thương hiệu. Còn từ thời mà ông bà nhà chị ạ, từ ông bà cố đến mẹ nhà chị cũng đã làm. Thì mình học theo các ông bà khi xưa, thì mới 3-4 năm nay là chị làm chung với các chị là để đi vào thương hiệu bánh ấy. Mong muốn của chị em làng nghề chúng tôi là làm sao mà để cho bánh chúng tôi còn vươn xa hơn nữa, mà để rất mong muốn là rất nhiều nơi họ biết đến những cái số bánh rang bừa của chúng tôi, để cho chúng tôi thứ nhất là tạo công ăn việc làm cho người dân, thứ hai là để cho có cái thêm thu nhập, thứ hai là nghề truyền thống của chúng tôi, cha ông chúng tôi mà mãi mãi được vươn xa. Để duy trì phát triển nghề truyền thống một cách bền vững, cùng với việc đảm bảo chất lượng bánh, chính quyền và người dân địa phương đã quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu sản phẩm bánh rang bừa Xuân Lập. Đặc biệt, việc làng nghề Trung Lập được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống đã tạo điều kiện để địa phương tổ chức sản xuất một cách quy củ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, đồng thời thuận lợi cho việc xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm. Thì địa phương đã thành lập cái hiệp hội bánh lá rang bừa, và đến nay sản phẩm bánh lá rang bừa đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa là công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao, và địa phương thì đang tiến tới đăng ký thương hiệu cho sản phẩm, thì đến nay đã hoàn tất thủ tục. Thì cũng mong muốn của địa phương là cùng với sự phát triển của ngành kinh tế du lịch thì các cái sản phẩm của quê hương của địa phương, đặc biệt là bánh lá rang bừa, sẽ đi theo cái dịch vụ phát triển du lịch, để từ đó tạo cái công ăn việc làm cho người dân, tạo công ăn việc làm cho doanh nghiệp ở địa phương. Và hiện nay thì địa phương đã đặt được rất nhiều cái đại lý trên cả nước như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Và với hàng ngày thì với người dân Xuân Lập thì có khoảng đến 20 hộ sản xuất thường xuyên cái sản phẩm bánh lá rang bừa này. Thì địa phương rất là quan tâm, đến nay đang tìm cái nguồn đất để xây dựng quy hoạch cái khu làng nghề tập trung, để vừa là đảm bảo cái chất lượng nguồn gốc của sản phẩm, và đặc biệt là cái đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với ngành bánh lá rang bừa. Sau mấy trăm năm, nghề làm bánh rang bừa làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân vẫn sống cùng thời gian. Đó là nhờ ý thức gìn giữ của nhiều thế hệ trong làng. Nhiều người dân trong làng đã coi nghề làm bánh là nghề chính, chứ không chỉ đơn thuần là nghề phụ làm lúc nông nhàn. Giờ đây, khi về với mảnh đất này, nhìn thấy quang cảnh sản xuất bánh nhộn nhịp, sẽ cảm thấy ấm lòng, tin tưởng về sức sống của một làng nghề truyền thống đang ngày càng phát triển.